Vậy đây là điểm khác nhau. Tôi sẽ xem xét từng điểm một để lập lại cho rõ. Map your mind, tức là lập bản đồ tư duy của bạn. Bạn muốn xem gì? Ví dụ, nếu bạn phải thuyết trình, thuyết phục một bài pitch, bạn sẽ nói gì liên quan đến công nghệ, liên quan đến đội nhóm, liên quan đến thị trường, liên quan đến tài chính? Bạn sẽ cần tiếp cận với ai? Cái đó chỉ riêng với bài pitch thôi nhé. Điểm thứ hai, bạn hãy nghĩ đến những người bạn sẽ gặp, tức là khán giả của bạn là ai, họ cần cái gì, lịch của họ như thế nào, tại sao họ đến nghe bạn, bạn sẽ tiếp cận với họ như thế nào, bạn có cần tiếp cận với họ một cách logic hơn không? Ví dụ, nếu bạn phải thuyết phục các nhà kỹ sư chẳng hạn, hoặc một cách cảm xúc hơn nếu bạn phải nói chuyện với các nhà thương mại, chính bạn phải thích nghi, bạn phải xem bằng cách nào đó, bạn phải hiện thực hóa bài thuyết trình cho nó hiệu quả nhất có thể. Bạn có công cụ Stakeholder Analysis, tức là phân tích và quản lý các bên liên quan. Vậy các bên liên quan này là bao gồm những ai? Và bạn sẽ nói với các bên liên quan theo cách nào? Tuy nhiên, bạn có một số công cụ. Họ là ai? Họ có những vấn đề gì? Họ có những yêu cầu gì? Và bạn có những công cụ cho phép bạn, tùy theo dự án của bạn, đối với những nhà đầu tư, đối với những người tham gia nội bộ vào dự án, đối với những người bị ảnh hưởng bởi dự án của bạn. Bạn có thể định nghĩa những vấn đề của họ để sau đó sử dụng cả một hệ thống các yếu tố ngôn ngữ để trả lời cho họ. Và điều đó rất quan trọng, đặc biệt khi bạn phải thuyết trình một bài pitch. Và nếu bạn có khoảng thời gian cho khán giả đặt câu hỏi, bạn cần biết khán giả sẽ bao gồm những ai và họ có thể hỏi những câu hỏi như nào để bạn có thể chuẩn bị trước câu trả lời. Bạn cũng cần phải biết cách trình bày, cách làm bài thuyết trình. Và tôi xin nhắc lại điểm thứ ba là bạn phải đảm bảo khán giả sẽ nhớ được những gì mà bạn muốn họ phải nhớ. Vậy trong phần mở đầu, bạn cần phải nêu rõ được tại sao mà bạn ở đây và tại sao bạn làm bài thuyết trình này. Và trong phần kết luận là nhắc lại nội dung mà bạn muốn khán giả phải nhớ. Điều đó là quan trọng. Tuy nhiên sau một thời gian, khán giả có thể hơi mệt mỏi. Ngay cả khi bạn cố gắng duy trì sự kết nối, mọi người có thể dần dần mất tập trung. Do đó, bạn phải nhớ tập trung sức thuyết phục lúc đầu và lúc kết thúc. Đồng thời, bạn phải cố gắng giữ khán giả bằng cách bổ sung thêm những câu chuyện mang tính chất cá nhân. Bây giờ, chúng ta đang dần dần chuyển sang một hệ thống giảng bài và nghe bài, sang một hệ thống là chia sẻ kinh nghiệm. Điều đó là quan trọng. Với điểm thứ tư là thực hành, bạn phải tập theo mẫu các gương mà bạn đã thích và nằm trong phạm vi khả năng của bạn. Bạn đừng ngại, không phải là sao chép người khác, mà là mượn một số thao tác hoặc yếu tố trình bày mà bạn cảm thấy ấn tượng trong các trình bày của họ. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận, giữ được chính mình. Bạn đừng giả vờ là người khác, bởi vì nếu như bạn bất ngờ đột xuất gặp một vấn đề, bạn phải có khả năng thể hiện tố chất của bản thân mình. Và cuối cùng, tốt nhất là bạn phải là chính mình. Đó là yếu tố quan trọng nhất về giao tiếp, để có khả năng chia sẻ niềm tin của bạn và để làm sao tạo được sự tin tưởng. Mọi người cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra nếu bạn đang giả vờ hoặc nếu bạn là chính mình trong lúc đang giao tiếp. Vậy muốn thực hành là phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng, bạn cũng phải xác định yếu tố nào là hay nhất để làm nội dung trình bày. Bây giờ chúng ta nói đến sự sợ hãi. Có một số điều cần tính đến. Đầu tiên, bạn phải biết bạn đang sợ cái gì. Có phải do bạn không chắc chắn về những gì mình thuyết trình? Có phải do những người đối diện bạn? Có phải do bản thân bạn? Bạn có một số người không quen do họ không tập trước. Vậy họ còn không quen đến bản thân mình nữa, hoặc đến cách của những người khác có thể nhận xét về mình khi đang trình bày. Vậy, chỉ có bạn mới biết bạn đang sợ cái gì. Và chỉ có bạn do bản thân mình mới biết được cách kiểm soát được sự sợ hãi. Ví dụ, nếu bạn cần có một thời gian để thư giãn, để không phải nghĩ đến cái gì hết. Giống như tôi chẳng hạn, tôi cần thư giãn, không phải nghĩ gì hết trong đầu khi tôi chuẩn bị bài trình bày trước 50 người. Thì lúc đó, tôi thường nói với cộng sự của tôi rằng, đừng ai làm phiền tôi trong vòng 5 phút. Và mọi người đều chấp hành. Cho nên, chỉ cần biết là bạn phải làm thế, chỉ cần nói cho rõ. Vậy, chỉ có bạn mới biết được bạn đang sợ cái gì. Và chỉ có bạn mới biết được bạn phải làm gì để tránh được nỗi sợ hãi, để kiểm soát được mọi yếu tố một cách tốt nhất, nhằm thành công trong việc biến sự sợ hãi thành một yếu tố tích cực. Bởi vì
Nếu bởi thành công trong việc đó, trong việc kiểm soát được sự sợ hãi, bạn có thể có tác động tích cực và hiệu quả tốt hơn. Sự nhận thức, một lần nữa, là những gì mà khán giả sẽ nhớ về bài thuyết trình của bạn. Cho nên bạn đừng quên là khán giả sẽ không nhớ nhiều các nội dung thông qua lời nói. Khán giả sẽ nhớ nhiều hơn thông qua cách mà bạn nói, thông qua âm điệu nói của bạn, những cử chỉ của bạn, khả năng kết nối của bạn với khán giả. Vậy, âm điệu, tiếng nói, vị trí, tức là bạn đang đứng ở vị trí nào trong phòng. Tôi xin qua nhanh một chút. Một điều không kém quan trọng là bạn phải biết dừng lại, biết nghỉ ở chỗ nào, không được vội vã và nên thay đổi giọng nói để làm sao thông điệp của bạn sẽ được tiếp nhận tốt hơn. Và bạn cũng phải khai thác ngôn ngữ cơ thể, tức là cách bạn đứng trước khán giả, cách di chuyển hay đứng im của bạn, những cử chỉ bàn tay của bạn và cách nhìn của bạn. Điều quan trọng trong quá trình giao tiếp là khi bạn phải thuyết phục khán giả. Và như lời ông Jacques de Chambon đã từng nói, nếu bạn trình bày kém một việc mà bạn đang làm rất tốt, thì mọi người sẽ nghĩ rằng bạn đang làm việc đó rất là kém. Vậy sẽ rất uổng. Như tôi đã kể với các bạn lúc nãy, trong cuộc sống chúng ta có thể nghe những người biết nói nhưng lại nói sáo rỗng, trong khi chúng ta không thể nghe một người có rất nhiều nội dung hấp dẫn để truyền đạt nhưng lại không biết cách diễn đạt, và chúng ta không thể lắng nghe được họ. Để kết luận, tôi nghĩ rằng cả hai bên đều có lỗi, có nghĩa là người trình bày kém do không quen cần phải cải tiến cách giao tiếp của mình, bởi vì nó sẽ là quá ngu dốt nếu mà không chia sẻ được nội dung trình bày chỉ là do chưa tập cách trình bày có hiệu quả. Trong khi người lắng nghe, đôi khi người đó không nên chỉ dựa vào hình thức mà phải chú trọng vào nội dung hơn. Xin cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe.